nữ vlogger xinh đẹp chia sẻ với netizen sang Việt Nam cần chuẩn bị những gì. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Khi đến thăm Việt Nam, ba điều được đề cập trong video rất quan trọng. Ngoài những gì tôi đã nói, bạn còn cần chuẩn bị gì nữa không?" Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Nhà tôi cách Việt Nam chưa đầy 80 km nhưng tôi chưa từng đến Việt Nam. Tôi nghe nói những người học ở biên giới Việt Nam đều học được chữ Hán và chữ Việt. Việt Nam không có tiền giả nhỉ? Tôi chưa bao giờ gặp phải tiền giả. Chúng được làm bằng colam và có vẻ khó bắt chước. Nhiều người Việt Nam có thể nói tiếng Trung Quốc và tiếng quan thoại của họ tốt hơn tôi. Vì nhiều người trong số họ đã sang Đài Loan làm việc. Mình chỉ sợ tiếng khó học và không quen ăn uống nên chưa dám đi. Công ty đã chuyển tôi đi làm với mức lương 14.000 tệ một tháng. Tôi đang cân nhắc. Thức ăn thực sự là một vấn đề lớn. Quảng Đông và Quảng Tây thì ổn, nhưng Giang Tây và Hồ Nam lại không quen với đồ ăn ở đây chút nào. Thật khó để làm quen với việc ăn một tô bún và một thúng rau sống. Tôi gọi một bát mì, kết quả là một bát mì và một bát cỏ, hình như có mùi hương trong đó. Lúc đó tôi thực sự bối rối. Khi ăn bún, phở ở Việt Nam luôn có một rổ đồ ăn kèm. Họ không ăn nhiều mì ống. Mình thích bún gà và gà rán Việt Nam, thích rau sống ăn kèm đồ Việt, cảm giác nhẹ nhàng và không béo ngậy. Tất nhiên có nhiều cách để làm điều đó. Thức ăn không tệ. Tôi đã sống ở đó được 3 năm và quen với nó. Vâng, tôi đã bị tiêu chảy ngay sau khi đến đó. Mọi chuyện sẽ thuyên giảm sau 1 tháng. Bạn không cần ăn ngò, nói chung là không cần thêm. Nếu thích ngò, bạn có thể thêm một ít. Rau mùi và rau xanh được tôi chấp nhận. Được rồi, về Việt Nam cuối năm nay thôi. Còn tôi sẽ không về Việt Nam nữa. Tôi đã gặp phải chuyện không thể giải quyết bằng luật pháp. Nơi đó quá xa và tốn rất nhiều nhân lực, tiền bạc và sức lực. Ai sẽ về Việt Nam khi chịu quá nhiều đau khổ như vậy? Có rất nhiều nhà hàng Trung Quốc nơi bạn có thể đổi tiền Việt Nam. Tôi có thể xin thị thực khi đến không? Tôi có thể chi 1.000 tệ ở Việt Nam trong 1 tháng không? Nó phụ thuộc vào cách bạn chơi. 10.000 nhân dân tệ sẽ không khiến bạn tồn tại quá vài ngày. Ở thành phố Hồ Chí Minh và chơi ở miền Bắc Việt Nam sẽ rẻ hơn tương đối. Hôm nay tôi tốn 10.000 đồng để đi vệ sinh đây này. Giá cả đắt đỏ đến mức đắt hơn cả việc chơi trong nước nữa. Tôi đã ở Việt Nam được 2 tháng và sẽ trở về Trung Quốc vào ngày mốt. Anh ơi, anh có đề xuất nào tiết kiệm chi phí không? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn và những nơi thú vị đi nào. Giá cả rẻ hơn rất nhiều so với trong nước nhé. Những người ở đó còn trẻ và rất cởi mở. Và đàn ông Trung Quốc giàu hơn đàn ông địa phương. Bạn đã ở khách sạn được 2 tháng chưa? Bạn có lời khuyên nào về chỗ ở giá cả phải chăng muốn chia sẻ không? Nếu bạn có nhiều tiền hơn, hãy đi mua sắm ở những con phố cổ. Việc này gần giống như việc tiêu tiền ở Thượng Hải. Không thể tải xuống Google Translate trên điện thoại Huawei ở trong nước. Internet cũng vậy. Vậy tôi có thể làm gì? Sau khi về Việt Nam bạn hãy thử đổi sang thẻ SIM điện thoại Việt Nam. Tháng trước tôi đổi 1.000 lấy 3 triệu đồng ở sân bay. Họ cũng tính phí xử lý 30 cho tôi. Lần trước đổi tiền ở sân bay, tôi bị tính phí xử lý là 60 nhân dân tệ. Người Việt ghét người Tàu đến mức mỗi lần ra đường tôi đều bị lừa và bị hớ khi mua bán. Bạn nói ghét tận xương tủy là quá cường điệu rồi. Mình làm ở đây cũng lâu rồi, hầu hết mọi người đều rất thân thiện với mình, chưa bao giờ gặp phải trường hợp bị lừa như bạn nói. Bạn phải cẩn thận khi đi ra ngoài. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của bạn. Tôi đã đến đây 2 lần. Người dân ở đây rất thân thiện. Tôi vừa trở về sau chuyến đi Việt Nam. Nó không giống như những gì bạn nói nhưng thực sự nó khá tốt. Nếu tôi không ở Việt Nam tôi sẽ tin điều đó. Tôi không nghĩ điều đó là bình thường. Bạn đã bị lừa ở bất cứ nơi nào bạn đi du lịch. Ở Trung Quốc cũng vậy. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi chưa biết nói tiếng Việt, nếu đi một mình thì có gì phải lo lắng gì không? Điều tôi sợ không phải là người Việt Nam sẽ chiến đấu với các bạn, mà là đồng bào chúng ta sẽ chiến đấu với các bạn. Sợ người Trung Quốc nói tiếng Trung Ý. Tôi muốn sang Việt Nam để khoan vít thì phải làm sao? Tốt hơn là kiếm nhân dân tệ và tiêu tiền đồng Việt Nam. Tốt hơn là kiếm tiền Việt Nam và tiêu nó ở Trung Quốc. Tôi cảm thấy mức tiêu thụ ở Việt Nam không hề thấp. Hãy đến thẳng một siêu thị nhỏ do người Trung Quốc điều hành để đổi. Alipay sẽ quy đổi cho bạn theo tỷ giá họ rất sẵn lòng đổi. Nếu tôi có vợ ở Trung Quốc, thì tôi cần phải nộp những giấy tờ gì để được sống chung với các cô gái ở Việt Nam? Lần trước tôi có vé 200.000 đồng ở Việt Nam, tôi nhờ nó mua gói đắt tiền nhưng cuối cùng lại nhận được gói trị giá 40 tệ. Chồng tôi ở Việt Nam, anh ấy có nhà máy chi nhánh đối diện công ty.
nhà máy chính ở Phủ Điền, Phúc Kiến. Khi đi làm, người Trung Quốc nấu đồ Trung Quốc, còn người nước ngoài tự nấu ăn. 10 năm trước, thẻ song tệ được rút trực tiếp từ máy ATM. Ở đó có dễ xin việc không? Công ty rủ tôi đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng tôi nói không đi. Tôi muốn về nhà sau 2 ngày ở đây, thật khó chịu không quen. Người Việt ăn quá nhẹ, thậm chí ăn cả rau sống. Xin chào, tôi muốn đến đó và thăm. Bạn có thể hướng dẫn tôi không? Bạn nên chỉ cho tôi cách tránh cạm bẫy nữa. Điều này có nghĩa là bạn phải mang theo tiền mặt khi đến Việt Nam. Tôi muốn về Việt Nam tìm mẹ chồng. Bạn có gợi ý gì không? Giá của một người hướng dẫn viên địa phương là bao nhiêu? Tôi đã ở đây được 1 tháng và nó ở mức trung bình khá. Hôm nay tôi mới đến Hà Nội được 1 ngày và cảm thấy khá tốt. Du lịch Hà Nội có những địa điểm nào thú vị? Xin hãy đưa tôi đi cùng bạn. Bạn có thể đi đến Vịnh Hạ Long. Nếu bạn mang quá nhiều tiền mặt, bạn sẽ không bị cấm. Ở Việt Nam không có món ăn ngon nên bạn phải chuẩn bị tinh thần khi đến đó. Tôi thấy có nhiều địa điểm đẹp ở Việt Nam. Đừng đánh lừa người Trung Quốc, chỉ 5% thanh niên Việt Nam hiểu được tiếng Anh thôi. Tôi có thể ký ngay bây giờ và vượt qua biên giới không? Bạn nghĩ gì về thành phố Hồ Chí Minh? Mọi thứ không hề rẻ. Giao thông vận tải kém. Mưa lớn có thể gây ra lũ lụt. Trong 3 ngày ở Hà Nội, tôi thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng và không đổi tiền mặt. Tôi có thể liên lạc với bạn trong vài ngày tới được không? Tôi nghe nói đó là một chuyến đi mà tiền mua được hạnh phúc. Chủ yếu trước đây tôi phải nộp tiền làm thủ tục hải quan. Trước khi đi du lịch tôi cũng bị lỗ nên có ấn tượng không tốt. Bây giờ tình hình đã khá hơn nhiều. Bạn vẫn sẽ tính tiền tip chứ? Trước ngày khởi hành 1 ngày, tôi nhận được tin nhắn từ công ty du lịch yêu cầu chuẩn bị tiền boa khi xuất nhập cảnh. Tôi đã rất không vui kể cả trước khi đi. Khi đi du lịch Việt Nam, phải chuẩn bị 2 thứ quan trọng, 1 là tiền giấy và 2 là vòng eo tốt. Người Trung Quốc chúng tôi không quen ăn uống. Tôi không thường ăn những món đó, nó chỉ dành cho những người yêu thích rau mùi. Tôi muốn sang Việt Nam học ngoại ngữ nhưng sợ bị lừa đảo. Người Chiết Giang cũng không quen ở đó. Tôi đến từ Giang Tây nhưng có thể chết đói ở Việt Nam. Tôi đến từ Đà Nẵng từ Giang Tây được 11 năm rồi này. Đừng phóng đại quá, mỗi người đều khác nhau mà. Tôi cảm thấy như mình không thể ăn được gì. Bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích khi đói. Tôi đã ở đây hơn 2 năm và hầu như không bao giờ ra ngoài ăn. Sẽ tốt hơn nếu tôi tự nấu mọi thứ. Bạn đang kinh doanh ở đó phải không? Bạn có thông thạo tiếng Việt không? Công ty gửi tôi sang đó. Bạn đã đi chưa? Nếu bạn không đi thì tôi sẽ đi hộ bạn. Tôi muốn đi lái xe 8.000 tệ 1 tháng là đủ rồi. Không có gì phải sợ, miễn là an toàn, những thứ khác không sao cả. Mì bò Việt Nam đều ngon. Bạn có thể tự nấu món ăn và gọi là đồ ăn Trung Quốc. Khi tôi đến đó vào tháng tới và tháng 10, tôi muốn ăn ớt. Thật khó để làm quen. Anh ơi anh cứ đi đi, đồ ăn không ngon anh cũng có thể đi, mọi người bên đó nhiệt tình lắm. Tôi không quen với việc này. Tất cả bữa sáng kiểu Quảng Đông đều được làm sẵn. Thức ăn khác ở mức trung bình. Đi thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với nam giới. Nếu không cần tiền thì đừng đến. Đồ ăn hôm nay thực sự là vấn đề. Công ty chúng tôi ăn uống ngon miệng và mọi người đều tăng cân. Tôi đến từ Giang Tây. Tôi ở Việt Nam 1 tuần và đói 7 ngày. Bạn chắc chắn sẽ không quen ăn ở đây. Nếu muốn ăn đồ Trung Quốc thì cũng rất đắt. Tốt nhất là bạn không nên đến. Đó chắc chắn là thứ bạn không quen ăn. Hãy chuẩn bị giảm 10 cân trong 1 tháng. Đừng đến. Tôi đang đi công tác, tôi mới đến đây được 2 ngày và tôi muốn chạy về nhà. Đừng đi, không an toàn. Hãy ở nhà. Bắc Ninh, Việt Nam không tệ, có nhiều nhà hàng Trung Quốc lắm. Từ những bình luận của netizen Trung Quốc về việc sang Việt Nam, có thể rút ra một số kết luận chính về cảm nhận và suy nghĩ của họ đối với Việt Nam như sau. Nhiều người Trung Quốc cảm thấy không quen với đồ ăn của Việt Nam, đặc biệt là việc ăn rau sống và cách nấu ăn nhẹ nhàng. Một số người cảm thấy khó thích nghi và cho rằng đồ ăn không ngon, trong khi một số khác lại thích những món như bún gà hay gà rán. Điều này thể hiện sự chia rẽ trong quan điểm về ẩm thực. Một số người nhận thấy chi phí sinh hoạt ở Việt Nam tương đối rẻ hơn so với Trung Quốc, trong khi số khác lại cho rằng giá cả ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh không hề rẻ. Có người cảm thấy rằng sự phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ ở Việt Nam còn hạn chế, với ví dụ về giao thông loạn và việc thiếu tiện ích như Google Translate. Một số bình luận thể hiện cái nhìn tích cực về con người Việt Nam, cho rằng người Việt thân thiện và cởi mở. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến tiêu cực về việc có thể gặp phải lừa đảo khi mua sắm, dù những ý kiến này bị bác bỏ bởi những người đã có trải nghiệm tốt ở Việt Nam. Một số netizen nhận thấy nhiều người Việt Nam có thể nói tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Quan Thoại khá tốt,
nhờ vào việc làm việc ở Đài Loan. Tuy nhiên, cũng có lo ngại về việc không biết tiếng Việt sẽ gây khó khăn trong việc giao tiếp và sinh hoạt. Một số người Trung Quốc đã có kinh nghiệm làm việc hoặc du lịch ở Việt Nam, nhận xét rằng môi trường làm việc và du lịch khá ổn, nhưng đôi khi cũng gặp khó khăn với việc thích nghi. Có người đề cập đến việc dễ dàng đổi tiền tệ và tìm kiếm các nhà hàng Trung Quốc. Nhìn chung, các netizen Trung Quốc có cái nhìn đa chiều về Việt Nam. Một số người lo ngại về sự khác biệt văn hóa, chi phí sinh hoạt và trải nghiệm cá nhân, trong khi những người khác lại có cái nhìn tích cực về con người và môi trường sống ở Việt Nam.